Quỳnh Như xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kênh Bóng Đá Hot. Kính chúc quý vị và các bạn sẽ có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng chúng mình điểm qua các nội dung chính sẽ phát trong chương trình. Kính thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ hãng truyền thông WinWin -win của Iraq vừa mới đăng tải, thì huấn luyện viên Jesus Kassad dự kiến sẽ đưa ra quyết định quan trọng ở trận cuối cùng tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 gặp đội tuyển Việt Nam. Theo đó thì nhà cầm quân người Tây Ban Nha khả năng là sẽ thực hiện một số thay đổi về đội hình xuất phát so với trận đấu gặp Indonesia. Winwin Nguyên Nguyên đã trích phát biểu từ một thành viên của liên đoàn bóng đá Iraq rằng về mặt chiến thuật, huấn luyện viên trưởng Jesus Casas đã quyết định cho một số trụ cột nghỉ ngơi ở trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam. Ông ấy muốn đưa một số cầu thủ mới vào đội hình. Huấn luyện viên Casas không nhắc tới những cái tên cụ thể, nhưng một số gương mặt như là Mohamed Antaye, Marco hai hay thủ môn Ali Kahim đang có cơ hội tuyệt vời để ra sân. Ngoài tiết lộ về kế hoạch điều chỉnh nhân sự, Trang Win-Win cũng cho biết rằng huấn luyện viên Jesus Casas đã yêu cầu đổi sân tập ở Basra, nơi diễn ra trận gặp đội tuyển Việt Nam. Theo sắp xếp ban đầu, toàn đội tập ở sân al Stadium, nhưng sau đó thì nhà cầm quân người Tây Ban Nha yêu cầu đổi sang tập ở địa điểm khác để đảm bảo yếu tố bảo mật tránh bị lộ bài trước trận gặp đội tuyển Việt Nam. Trong ngày 8 tháng 6, đội hình gồm 26 tuyển thủ của Iraq cũng tạm thời chỉ tập luyện với cường độ thấp và trung bình nhằm để cho các cầu thủ phục hồi thể lực sau trận gặp Indonesia. Dự kiến đưa ra một số thay đổi về đội hình, nhưng theo Win Win thì huấn luyện viên Jesus Kassad vẫn kêu gọi các cầu thủ giành chiến thắng ở trận gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 11 tháng 6 tới nhằm nối dài chuỗi trận thắng và cũng là tăng thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA. Một thành viên của liên đoàn bóng đá Iraq cho biết rằng huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Iraq đã nói chuyện với các cầu thủ và khẳng định rằng chiến thắng là một điều tất yếu, bởi vì đội bóng của ông sẽ chơi trận cuối cùng trên sân vận động với sự cổ vũ của khoảng 65.000 cổ động viên, một chiến thắng sẽ giúp cho người hâm mộ yên tâm hơn về đội tuyển quốc gia. Ở trận lượt đi, tuyển Iraq đã thắng nghẹt thở trước đội tuyển Việt Nam tại Mỹ Đình với bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi vào phút bù giờ cuối cùng. Trận lượt về sắp tới, tuyển Iraq được đánh giá cao hơn hẳn đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, nếu như đội bóng Tây Á thay đổi về lực lượng ở đội hình xuất phát thì tuyển Việt Nam trong thế không còn gì để mất sẽ có thêm cơ hội để gây bất ngờ. Trong trường hợp tuyển Việt Nam có thể tạo địa chấn và đánh bại Iraq, đồng thời tuyển Indonesia không thắng Philippines thì thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ đoạt vé đi tiếp. Tất nhiên đây là một nhiệm vụ không hề dễ dàng, ngoài việc phải đối diện với đối thủ được đánh giá có trình độ cao hơn hẳn và có lợi thế sân nhà, đội tuyển Việt Nam còn phải giải quyết sớm bài toán về lệch múi giờ và điều kiện thời tiết mùa hè khắc nghiệt của Iraq, với nhiệt độ cao điểm trong ngày lên tới 47, 48 độ C. Ngay cả khi đội tuyển ra sân tập luyện lúc 20 giờ tối, nhưng nhiệt độ vẫn duy trì ở mức trên 40 độ C, rất nóng nực và gây cảm giác khó chịu, ảnh hưởng lớn tới vấn đề thể lực của các cầu thủ. Mặc dù vậy thì toàn đội vẫn giữ vững tinh thần và sự lạc quan để hướng tới kết quả tốt nhất trong trận đấu với Iraq sắp tới. Đội trưởng Đỗ Hùng Dũng và hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh đã thể hiện sự tự tin và quyết tâm khi chia sẻ với giới truyền thông. Hùng Dũng khẳng định rằng, mặc dù khí hậu khắc nghiệt nhưng chúng tôi sẽ có thời gian thích nghi và sẵn sàng cho trận đấu với Iraq, đối thủ được đánh giá có thể ở top 5 châu Á. Sẽ rất khó khăn cho chúng tôi khi thi đấu vào mùa hè ở đây, độ ẩm thấp và mọi thứ đều khắc nghiệt. Tuy nhiên chúng tôi vẫn có 4 ngày để điều chỉnh và thích nghi với tất cả mọi thứ. Chúng tôi biết Iraq là một đối thủ rất mạnh và có thể ở top 5 châu Á, dù vẫn phụ thuộc vào kết quả ở trận Philippines và Indonesia, nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực thi đấu hết mình để có được kết quả tốt trước Iraq. Bùi Hoàng Việt Anh, người đã chơi trọn vẹn 90 phút trong trận thua 2-3 trước Iraq tại Asian Cup 2023, thậm chí còn ghi bàn thắng, nhấn mạnh sức mạnh của đội chủ nhà và nói rằng là đội tuyển Việt Nam phải thi đấu với tinh thần và sự tập trung cao nhất anh cũng kêu gọi người hâm mộ tại quê nhà tiếp tục ủng hộ đội tuyển trong trận đấu sắp tới cũng như thời gian tới. Iraq rất mạnh, đội tuyển Việt Nam đã biết điều đó, trận đấu sắp tới là rất khó khăn, đội tuyển Việt Nam sẽ phải cố gắng thi đấu với tinh thần quyết tâm và sự tập trung cao nhất. Chia sẻ với các cầu thủ, huấn luyện viên Kim Sang-sik nói rằng: "Tôi biết các bạn đang khá mệt mỏi vì vừa trải qua thi đấu và di chuyển chặng đường rất dài, nhưng chúng ta đến đây với hy vọng sẽ giành chiến thắng trước Iraq." mục tiêu của chúng ta là rất rõ ràng vì vậy tôi mong mọi người hãy suy nghĩ một cách tích cực cùng đồng lòng đoàn kết tôi muốn các bạn hãy cố gắng quản lý bản thân làm sao để hồi phục tốt nhất và có trạng thái tốt nhất khi bước vào trận đấu với iraq chúng ta biết rằng đội tuyển iraq vừa thi đấu ở indonesia nên cũng có khó khăn riêng họ cũng giống chúng ta cũng mệt mỏi đội bóng nào chuẩn bị tốt hơn còn lòng khao khát hơn sẽ giành chiến thắng tôi nghĩ rằng chúng ta có thể tạo nên được kỳ tích Buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam đã thu hút sự quan tâm khá đông của truyền thông Iraq. Huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik cũng vui vẻ dành thời gian để trả lời phỏng vấn nhanh với các phóng viên nước chủ nhà. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho rằng các cầu thủ Iraq đang có lợi thế hơn so với các cầu thủ Việt Nam. Tuy nhiên, ông vẫn hy vọng là đội tuyển Việt Nam sẽ có màn trình diễn tốt trước đội tuyển Iraq. Tôi biết người dân Iraq rất hâm mộ bóng đá, chắc chắn chúng tôi sẽ phải đối diện với sức ép lớn từ 65.000 khán giả trong trận đấu sắp tới, nhưng chúng tôi đến đây với niềm hy vọng rất lớn về một chiến thắng. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để giành được kết quả tốt nhất. Đội tuyển Việt Nam đang có niềm tin mãnh liệt vào một chiến thắng quan trọng trước đội tuyển Iraq. Niềm tin ấy được khơi dậy từ chiến thắng 3-2 đầy cảm xúc của các chiến binh sao vàng trước đội tuyển Philippines. Huấn luyện viên Kim Sang Sik đã ra mắt người hâm mộ bằng một chuyến tàu lượn cảm xúc trên sân vận động Mỹ Đình khi mà cùng đội tuyển Việt Nam đánh bại Philippines với tỷ số 3-2 trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2026. Chiến thắng của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik đáng nhớ khi mà hội tụ nhiều dư vị ngược dòng, kịch tính bàn thắng vào phút cuối. Không phải là huấn luyện viên nào cũng có màn ra mắt với cảm xúc thay đổi theo từng giây như là nhà cầm quân người Hàn Quốc. Tuy nhiên, có lẽ huấn luyện viên Kim Sang Sik và người hâm mộ Việt Nam không muốn trận đấu nào cũng phải đau tim như vậy. Bỏ qua yếu tố cảm xúc, đội tuyển Việt Nam đã có một trận thắng còn nhiều vết gợn. Dù rằng đối thủ chỉ là một Philippines, đội bóng đã từng thua Việt Nam cả 5 lần đối đầu trước đó. Chỉ trong vòng 90 phút, điểm mạnh và điểm yếu của cầu thủ đội tuyển Việt Nam đã được phô bày, buộc huấn luyện viên Kim Sang Sik phải chỉnh sửa. Bởi chỉ vài ngày nữa thôi, đội bóng của ông sẽ còn gặp một đối thủ mạnh hơn rất nhiều, đó chính là Iraq. Khiếm khuyết dễ nhận thấy trước tiên của đội tuyển Việt Nam là tổ chức phòng ngự. Dù đá với sơ đồ 352 với 5 hậu vệ đứng răng ngang khi đối thủ kiểm soát bóng, nhưng kết cấu phòng ngự của đội tuyển Việt Nam là tương đối lỏng. Các hậu vệ đặc biệt ở vị trí của Đức Chiến, Duy Mạnh thiếu tương tác và liên hệ, đồng thời chọn vị trí sai ở nhiều pha phối hợp phòng ngự. Trong hiệp 1, Philippines có tới 2 tình huống đối mặt nguy hiểm với cầu môn của Đặng Văn Lâm, đều từ những pha phản công chớp nhoáng mà hàng thủ của đội tuyển Việt Nam không duy trì được liên lạc khi dâng cao. Trong một ngày mà vắng đội phó Việt Anh vì án treo giò, sau khi nhận hai thẻ vàng, huấn luyện viên Kim Sang Sích đã giao Đức Chiến đã ở trung tâm hàng thủ nhằm tận dụng kỹ năng truyền bóng của cầu thủ Thể Công Việt Theo để triển khai lối chơi. Tuy nhiên, dù xuất thân là tiền vệ, nhưng Đức Chiến không thuộc mẫu cầm nhịp điều tiết lối chơi để phối hợp bóng hợp lý. Cầu thủ của Thể Công Việt Theo lạm dụng truyền dài khiến nhiều lần đội nhà gãy nhịp tấn công. Đồng thời với thói quen của tiền vệ phòng ngự, Đức Chiến thường dâng lên áp sát đối thủ trong khi với vai trò trung vệ thòng giữa bộ ba hậu vệ cầu thủ này phải lùi phải bọc lót và hỗ trợ cho đồng đội sự thiếu mạch lạc giữa các hậu vệ là vấn đề mà huấn luyện viên kim sang sik dường như đã thấy ở các buổi tập song thay đổi không phải là chuyện một sớm một chiều huấn luyện viên người hàn quốc đã lấy công bù thủ khi để học trò dâng cao đội hình phối hợp đập nhả một chặng thay vì đá theo bài ông kim cho cầu thủ không gian để tự do triển khai tấn công đội tuyển việt nam đã mạnh dạn dồn ép và vây bắt đối thủ dù vậy, việc lúng túng ở những tình huống cuối, đặc biệt với rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ khi đang dẫn 2-1 là vấn đề ông Kim cần làm việc với học trò. Đối đầu Iraq, đội tuyển Việt Nam sẽ không có nhiều cơ hội để phung phí như vậy. Hẳn nhiên, quãng thời gian 4 ngày chuẩn bị, bao gồm cả di chuyển, khó giúp đội tuyển Việt Nam lột xác. Huấn luyện viên Kim Sang Sik sẽ điều chỉnh ở một số chi tiết như cự ly đội hình phòng ngự hay mảng miếng đập nhà trung lộ, biên sao cho nhuẩn nhuyễn hơn. Thời gian còn lại học trò ông Kim chủ yếu thả lỏng để hồi phục thể lực. Các cầu thủ đang trải qua lịch trình di chuyển, tập luyện và thi đấu rất dày. Trong cuộc so tài với Philippines, đội tuyển Việt Nam đã vắt sức trong những phút cuối nhờ động lực tinh thần. Sự uể oải của một số cái tên ảnh hưởng đến chất lượng chơi bóng là điều rất dễ thấy. Iraq không phải đối thủ xa lạ với Việt Nam, đại diện Tây Á đã chứng tỏ sức mạnh áp đảo ở bảng F khi thắng cả 5 trận, giành 15 điểm tối đa. Trong trận gặp Indonesia, Iraq dù đã chắc vé vào vòng trong và chơi thong dong suốt hiệp 1, nhưng chỉ cần vài khoảnh khắc để đánh bại chủ nhà. Iraq có những ngôi sao tầm cỡ như là Ayman Hussein, Ali Jassim có nền tảng thể lực sung mãn, khả năng đánh biên mạnh gấp nhiều lần Philippines cùng sức mạnh thể chất thuộc nhóm hàng đầu châu Á. Chào đón đội tuyển Việt Nam ở trận gặp Iraq là sân Basra có sức chứa 65.527 chỗ ngồi. Chảo lửa này đã giúp Iraq nã 6 bàn vào lưới Philippines và Indonesia. Sức ép hợp hợp từ các khán đài kết hợp với khí hậu nóng bức sẽ là thách thức cực lớn cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik. Trước bài toán cả về tâm lý và lối chơi đè nặng, nhà cầm quân người Hàn Quốc tìm lời giải ra sao chỉ trong 4 ngày. Tài năng của ông Kim sẽ được thể hiện ngay chính trong tình cảnh ngặt nghèo như thế này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi đến cuối bản tin. Quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật sớm nhất video trên kênh Bóng Đá Hot. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin tiếp theo.